Con tay ngoan của mẹ, Không ăn được con nữa. tay ngoan của mẹ đúng nhở? Mẹ con chế vừng. Thôi ăn con tay ngoan của mẹ, mai lại còn tiền để đi mày đủ xăng. Tiền của con dạy mua giày cho con gì quên à? Công thao vẫn lời hơn 100 he he he. Hơn 100 đâu? Lời hơn 100 he he. Lời hơn 100 đôi giày đấy hơi đắt, dưới 600. Con muốn mua giờ giống bạn Đức An. Đức An bảo giờ lấy giá êm lắm nên là con mua cùng luôn. Nó không nó sướng, nó ăn đi xong lại bổ thế cho. Nó mẹ lúc đầu con thấy Đức An tự tin lắm, tự tin ở điểm cao cao rồi. Còn con này con là thất vọng. Lúc nào? Lúc vừa thi xong rồi. Tự tin môn gì? Anh Đức An rất tự tin về môn toán của mình đã làm. Còn con thì tiếc, rất tiếc nhưng mà lúc với bạn cười con. Con nói ui là bài thế làm sao? Làm sai bài nào? Sao cái bài gì mà 1:15, 1:12 gì? Con buồn. Vâng. Không. Không. Sai ba bài. Đó. Sai ba bài mà vẫn được 10. À hai bài nhầm. Sai ba hai bài. Hai bài. Hai bài mà được 10. Sao điêu? Vâng. Sao cô giáo tính bài kiểu gì đấy? Con cũng sai hai bài vẫn được 10. Sao thế? Hai bài. Nhưng mà hai bài trong sai hai câu trong một bài ấy. Nghĩa sai một bài. À, nghĩa sai hai câu. Không sai hai câu mà. Con chỉ kém anh Thái đúng một cái điểm đấy thôi. Anh Thái được 10 tròn. Không. Cả anh Thái là 44 trên à 42 trên 44. Còn con tự nhiên ghi là 42 trên 44. Thế còn con 41 trên 44 à? Vâng. Lúc mới chảy ở sau con lại được 41 luôn. Lúc mới như kiểu bậc đối xứng quay. Cô ghi à, nó ghi là mô tả đây. Bởi vì là con đọc bài không kỹ. Không, con làm bài không con đọc kỹ rồi. Nó ghi là